Úp vô. Má ơi. Ngon rồi ơi. Đã luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái clip mới nha. Đây, không dài cốc, không dài trái, quá dài trái luôn các bạn ơi. Đây, như này nhóc luôn, nhóc hết trơn nè. Đấy. Đó, chùm chùm luôn nè. Rồi, ok. Ở đây nữa nè, nhóc hết trơn nè. Đó thấy không? Rất là nhiều luôn nè. Giờ mình sẽ bẻ mớ vô. Xong mình rửa sạch sẽ ha. Xong rồi cái mình làm chén mắm đường mình chấm ăn các bạn ơi. Nói chung là cốc là phải chấm với mắm guốc này mới ngon nha. Còn nếu không thì muối chanh, muối ớt gì đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái video cốc chấm mắm đường nha. Rồi ok, xin mời các bạn theo dõi clip mình nha. Cốc này thì mình để nguyên vỏ luôn nha các bạn. Nên mình rửa sạch rồi mình để nguyên vỏ mình ăn luôn, không cần lột vỏ luôn, nó vậy cho nó chắc. Rồi giờ mình sẽ tiến hành làm dĩa mắm đường nha các bạn. Bữa nay ăn cốc với nước mắm đường nha. Trước tiên mình sẽ cắt ớt vô. Nói chung là bạn nào ăn cay thì cắt nhiều, bạn nào ăn không cay thì cắt ít ra nha. Mình thì ăn cay được cho nên mình cắt nhiều nhiều vô cho nó cay. Rồi kế tiếp mình sẽ cho miếng nước mắm vô nha các bạn. Vừa thôi. Đấy, như đó là rồi. Rồi cho thêm một giá đường vô. Cũng vừa vừa thôi nha các bạn. Liệu cơm gấp mắm nha. Chế sao vừa vừa với cái lượng nước mắm của mình là được. Rồi, kế tiếp lấy cái muỗng quậy lên cho đường nó tan ra tí xíu. Đấy. Rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Còn nếu mà bạn nào thích ăn bột ngọt đó, thì mình để vô miếng bột ngọt đó nha. Nhưng mà mình thôi mình đừng ăn bột ngọt. Ăn bột ngọt nhiều quá cũng không tốt các bạn ơi. Ăn nước mắm với đường được rồi. Rồi quậy quậy lên cho nó tan ra. Xong giờ mình sẽ lấy cốc mình chấm thôi. Nghe nói không chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Rồi vô. Ok cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Nói chung là nhìn dĩa nước mắm này thấy thèm rồi đó các bạn ơi. Đây là nước mắm đường nè, ớt nè, nói chung khá là thơm. Nước mắm đường này thường người ta ăn với xoài nha các bạn, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm là ăn với cốc nha. Cốc này là nhà mình trồng luôn nha, đó là cốc này cốc Thái. Nói chung là nó không có chua lắm, nó cũng chua nhưng mà nó cũng hơi hơi chua chua thôi. Nhưng mà mình chưa cái vỏ lên nè, thế này nó sẽ chua hơn bình thường đó. Thì trước khi ăn thì mình cảnh báo một cái. Tại vì nói chung là giờ mình làm video hồi tối đó. Và dắt này nói chung mình cũng hơi thèm ăn cốc các bạn ơi. Cho nên mình làm video ăn cốc với mắm đường nha. Còn bạn nào nếu mà muốn ăn cốc á, thì mình nên ăn ban ngày nha. Ban đêm thì nói chung tối không nên ăn nhiều nha các bạn. Ăn nhiều dễ bị đau bụng nha. Rồi ok. Mình cũng không ăn nhiều được đâu. Mình chỉ làm vài trái chơi cho vui thôi. Rồi ok. Giờ mời các bạn thưởng thức cho mình nha. Giới thiệu lại món nè, cốc cốc Thái chấm mắm đường nha, đơn giản thôi. Rồi ok, xin mời các bạn nha, thử coi. Trước tiên mình chấm nguyên trái rồi cảm giác nó là sao, nếu mà không ngon thì mình lấy dao mình tách ra lại. Rồi vô nè, lần qua lần lại nè, liếm ra mặn mặn ngọt ngọt các bạn ơi. Cốc thì nó chua rồi đó, nhưng mà chấm vô nó không có thấm lắm. Mình cứ để vô nè, rồi múc nó mắm thấm. Anh chỗ này nhớ xài chấm mắm đường quá, nhưng mà hương vị của cái cốc thì nó nói chung là nó khác lạ với xài nhiều lắm nha các bạn. Nói chung là cái này chắc mình phải lấy dao mình sắc nó ra, mình tách nó ra chứ. Mình tách ra nhỏ nhỏ rồi mình để vô đây nè, mình trộn nước mắm mình ăn luôn mới hấp dẫn chứ. Tại cái này mình chấm vô nó không có thấm lắm. Giờ để vô đây lăn luôn nè. Tiếp miếng nữa ra. Đúng chuẩn đã luôn. Cốc thì nó hơi mặn mặn hơn. Ô lộn.
nó hơi bị chua hơn, vỏ có cái vỏ nó hơi bị chua, còn thịt nó không chua lắm, nước mắm mặn mặn thơm thơm, có miếng đường nữa ngọt ngọt, chơi vừa miếng ớt nữa nó cay cay với nó làm theo mình thấy ngon nha, nhưng mà không biết các bạn ăn sao à? Tiếp tục trái thứ hai các bạn ạ. Chấm chấm làm như nó cũng dính mà nó dính đít các bạn ạ. Bây giờ để mình tí xíu nha, lấy con dao tách ra bỏ vô đây ăn. Ăn xong cái này đi. Nhai cốc xong mình lấy mắm đường, lấy muỗng mình múc nó mắm mình húp. Ăn cốc này nó có cái đặc biệt cái chân chỗ mà các bạn mà bỏ trái cốc vô miệng mình nhai rồi ha, xong nó chưa đã mình múc miếng nước mắm miếng ớt rồi để vô, lúc đó cảm giác nó mới đã nha, chứ mà nhai cốc không là bình thường rồi, nó như bao loại cốc khác rồi. Giờ làm cái nữa nè, xong rồi mình lấy dao mình tách thử rõ nè coi sao. Bỏ vô nhai vài cái xong rồi mới múc nước mắm nè, để miếng hấp nè, hấp vô má ơi ngon rồi ơi, đã luôn, tức là đã thèm luôn các bạn. Giờ đợi mình chút xíu nha, mình lấy con dao nè, mình tách này ra mình bỏ lên nè, cái đầu mình trộn trộn lên mình ăn thử rồi cảm giác nó khác không nha. Bây giờ mình sẽ lấy con dao mình tách nó ra, tách miếng tròn miếng nha, cắt cắt lại đi, lại tròn tròn như này các bạn. Nói chung cốc này nó cũng còn non nha, nó chưa có cái hột nữa. Quá đã, khá là cay, thêm trái nữa đi. Cảm giác mình ăn cốc mắm đường nó khác ăn xoài nhiều lắm nha các bạn. Xoài thì nó khác nha, còn cốc nó khác nha. Cốc thì nãy mình có diễn tả rồi đó, các bạn bỏ vô nhai đó, xong rồi múc nước mắm với ớt để vô sao nó mới hòa quyện vô, nó mới ngon, mới hấp dẫn được. Đó, giờ mình sẽ trộn lên là thử coi sao. Cái này nếu mà đúng ra mình bỏ cốc là vô tủ lạnh nữa các bạn, cho nó lạnh hay rảnh hay đem ra ăn nó mới đã nữa. Đó. Quá hấp dẫn luôn à. Này nếu mà mồi này mà để dành uống bia là cũng bá cháy nha các bạn, phải giỡn luôn à. Là mình nhậu hơi, mình làm món này mình nhậu thôi, cũng chừng điên luôn á. Giờ thử rồi nè, nó ngấm mình nè. Mình đúng ra để cho nó lâu lâu chút cho nó ngấm, nhưng mà nói chung giờ mình ít thời gian lắm các bạn, tận dụng đi. Muốn ngấm thì dễ đó, phải để cốc vô xong nhai nhai xong rồi hút miếng mắm miếng ớt vô là trộn ra hết là ok hả. Rồi ok, thêm nha, ớt nè, mắm vô. Phải nói đã nữa, cái này mình nhắc lại nha, tại mình thèm mình ăn buổi tối thôi nha. Còn bạn nào muốn ăn thì mình nên làm ban ngày ăn nha các bạn, ăn ban đêm không tốt nha. Nói chung ớt thì khá cay các bạn. Thêm mắm rồi. Đúng đã. Nhai mà nghe gớp gớp luôn. Người ta mình không gắn biết nha.
chưa có kinh phí gắn mic các bạn ạ. Để gắn làm thời gian, còn có lãnh tiền được của YouTube không, mua cái mic đầu tư vô cho nó hấp dẫn. Cài vô. Nó đã thiệt. Vậy mới đã cần thèm các bạn ạ. Cho mình ớt miếng mắm luôn. Còn miếng cuối nè, là miếng cuối nữa nè. Đúng rồi, đã thèm luôn các bạn ạ. Nói chung sơ sơ mình cũng làm hết 4 trái nha các bạn. 4 trái là đã thèm à. Vừa cay, vừa chua, vừa mặn, ngọt, cũng cảm giác đủ thứ nha. Rất là tuyệt vời luôn á. Bạn nào mà thèm mà ăn kiểu này đúng sẽ giải cơn thèm mình đó. Rồi, nói chung là tối rồi, mình cũng mang ít thôi. Vài trái để cho nó thỏa mãn cơn thèm mình thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Nếu bạn nào cảm thấy thích video này thì hãy like, share video cho mình nha. Và đồng thời nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp mình nha. Rồi, ok, bye bye. Quá đã.